Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình làm một clip này nói về cái chuyện nâng cấp cho âm ly và những cái mạch loa kẹo kéo hoặc là cái mạch sub nha mọi người ha, sub điện nha. Thì cũng có mấy người hỏi là nâng cấp mạch công suất như thế nào là ok mọi người ha. Thì hôm nay mình làm clip này mình nói rõ cho mọi người hiểu. Đó là mọi người hay hỏi là chỉ cái cách mà nâng cấp, có cái anh trên Zalo đó ảnh cũng hay hỏi là cái cách nâng cấp cái bo công suất của sub điện mọi người ha. Thì hôm nay á mình sẽ giải thích rõ cho mọi người những ai mà thắc mắc á, muốn nâng cấp loa kẹo kéo như thế này nè ha, và nâng cấp những cái mạch công suất như thế này đấy, thì chúng ta nên nâng gì và làm gì bước đầu tiên ha. Thì nếu như mà nhắn tin trên Zalo đó chỉ mọi người đó, thì không có chỉ được hết được đâu, bởi vì là nó dài dòng lắm mọi người, và những đúng theo kỹ thuật á, nâng đúng theo kỹ thuật nó dài dòng lắm, tôi lừa hết trơn á. Còn nâng theo mà bọc sĩ thì nó khác rồi, bọc sĩ thì nâng cảm thấy mạnh là được rồi, rồi đúng kỹ thuật á là nó sẽ khác nha. Rồi trước tiên á, thí dụ các bạn muốn nâng một cái loa kẹo kéo đi. Đây, cái mạch này là mạch loa kẹo kéo nè. Mạch này là mạch GD của Trung Quốc ha. Mạch này mình tháo IC rồi, đây. Thì đối với cái mạch loa kẹo kéo á thì mọi người không có nâng được nha. Đối với cái mạch này. Đấy, thí dụ như cái mạch này là nó công suất nè, cái bo này bo công suất nè. Con này thì nó sử dụng là con IC là 3225. Đó, cái ngưỡng công suất của nó là 300W đánh với 4 ohm và 600W đánh với 2 ohm. Đó. 150W đánh đến 8 ohm. Đấy. Với cái mạch này là các bạn không thể nâng cấp được nha. Các bạn chỉ còn cách là kiếm cái bát tốt hơn. Kiếm cái bát tốt hơn chứ không phải là bát công suất mạnh hơn nha. Kiếm cái bát xịn hơn để vô nghe có thể nó hay hơn. Đó. Những cái mạch này là không nâng cấp được nè. Có nhiều người hỏi những cái mạch loa kẹo kéo có nâng cấp được hay không, là mình trả lời là không được nha. Bởi vì sao nè? Bởi vì cái loại bo mạch này nè ha. Nó sử dụng là IC. Đấy, các bạn thấy không? IC là bo này nó dùng là con 3225 đó, cái một hàng hai hàng chân nè mình đã tháo rồi đó, thì cái bo này sử dụng IC là các bạn không thể nào nâng được, nó không có như sò ly nha. Rồi ví dụ các bạn không sử dụng con IC này, các bạn chế vào cái bo khác đi, chế vào bo khác nè, nó sẽ đòi hỏi nè ha, đòi hỏi nguồn các bạn phải lớn nè, đấy, nguồn biến áp kích lớn nè, phép phải như nhiều con nè đó, các bạn phải nâng theo ha, nâng theo nguồn lớn, công suất lớn là các bạn phải lên nguồn lớn theo nha, thì công suất nó mới đạt được. Chứ mà bây giờ các bạn cứ nâng phép rồi nâng công suất lên mạnh lên mà các bạn không nâng nguồn thì cũng như không. Đó. Rồi. Loa kẹo kéo là dạp qua bên nha. Loa kéo là theo mình là không nâng được nha. Các bạn cứ mua bát xịn hơn rồi gắn vào thử rồi nha. Thì cái gì nó cũng có cái tiền ngu hết trơn mọi người. Ví dụ các bạn mua cái bát khác gắn vô hay thì xài luôn, còn không hay thì tháo dục thôi. À, tháo dục hoặc là tháo bán thanh lý lỗ thôi. À, còn quan trọng là gắn vô nó hạp loa hay không nữa nha, và cái cách phối như thế nào ha. Ví dụ như con này nè, các bạn sẽ nắm rõ là con này là công suất nó tầm 300W đánh với 4 ohm đấy, thì các bạn kiếm cái bát 300W ha, thì tối đa của nó là các bạn xài côn 65 thôi nha. Đấy, như cái loa này là côn 65 nè ha mọi người ha, côn 65 hai lớp nha và 4 ohm mà ha, bạn đo 4 ohm. Còn ví dụ các bạn sử dụng 8 ohm á thì nó sẽ nhỏ lắm nha, nó không có lớn. Những cái mạch mà công suất 300W á thì gắn 8 ohm vô nó vẫn xài được nha. Còn những cái mạch mà công suất 80 hay là 100W á, đưa cái bát 8 ohm cho đánh nhỏ dữ lắm, đánh không có xài được nha, nhỏ xíu à. Nhỏ đánh không có căng được, bởi vì là nó nặng, độ nhảy nó không có cao nha, bằng phải xài 4 ohm hoặc là 2 ohm. Đó, tùy theo công suất đó nha. Ví dụ như con 3225 nè, nó tải được 2 ohm nè. Còn mà những công suất mà nó xài phét á, các bạn xài 2 ohm là nó nứt cục nha, nó không có chạy được. Nó qua nứt cục nặng, nó quá tải rồi mọi người. Đấy, thì các bạn cứ nâng cấp lo thôi, còn công suất là không thể nâng cấp được nha, bởi vì nó xài IC, nó là cái lắp D không có nâng cấp được. Rồi. Lo kẹo kéo nó sẽ có công nghệ thứ hai là công nghệ class mấy kiểu như class H các mọi người. Nó xài phét á. Đấy. Nó xài hai con phét cùng một loại phép nha, xài hai con, xài nguồn âm dương nha. Đấy,
và nó xài phét thì các bạn nâng cấp phét mạnh hơn á thì nó sẽ mạnh hơn một tí thôi chứ không có nhiều, bởi vì là nguồn các bạn không nâng nè. Đấy, nguồn cái biến áp nguồn các bạn phải nâng lớn lên và phét kích nguồn nó phải nhiều con. Đấy, bạn lên 4 con phét kích nguồn. Đấy, và cái biến áp này các bạn phải lên là biến áp bự hơn. Đó, ví dụ như cái nguồn đó nó sử dụng là biến áp là 42 đi, E42 ha. Các bạn phải lên E55 gì đó. Đó, ví dụ vậy. Đấy, các bạn phải lên biến áp lớn lên nhưng mà nguồn nó cao hơn một miếng nha. Ví dụ như các bạn nâng cấp đó, thì các bạn phải biết cái thông số kỹ thuật, thông số của cái thông số data sheet của cái con phét đó. Ví dụ con phét đó nó chạy tối đa là 80V. Đấy, maximum là 80V thì các bạn cho nó chạy tầm 60-70V là ok nha. Đấy. Còn cứ các bạn nâng cấp á mà cái nguồn số volt các bạn không lên á thì nó cũng như không thôi. Đấy. Nếu như mà số volt nó thấp á, cũng tùy theo cái thiết kế bo nha. Ví dụ như số volt nó thấp mà dòng nó cao là có nghĩa là các bạn cứ quấn, ví dụ như zin của nó là 40V, các bạn vẫn quấn 40V nhưng mà cái dây đồng các bạn phải lớn hơn để cho cái dòng ra của nó mạnh nha mọi người ha. Đấy, dòng kích dòng ra của nó mạnh hơn, mạnh hơn xưa. Rồi, cái thứ hai là tới âm ly nè ha. Âm ly thì nó sử dụng những cái sò như thế này ha. Con này là phét. Con này là phét ha, không phải sò nha. Đấy. FS10 nè. FS10M rồi. Đấy. Con này là phét nè, mốt phét. Còn có phét là nó hơi khó nâng thôi, còn những con sò đó các bạn. Sò thì các bạn nâng, ví dụ các bạn nâng thì sò nó chân dễ hơn. Các bạn nâng sò, ví dụ các bạn xài âm ly các bạn là đang 8 sò ha. Các bạn muốn nâng lên 12 sò thì bắt buộc các bạn phải lên nguồn theo. Ví dụ nguồn các bạn là cái biến áp á, cái biến áp các bạn là 15A hay mọi người ha. Thì các bạn phải lên cái biến áp các bạn là 25A để cho nó dư sức để tải cho cái vàng sò ha. Thì nó mới công suất nó mới lên theo. Và theo đó tụ, những con tụ này nè. Đấy. Âm ly nó sẽ có những con tụ này mà bự lắm nha, lớn lắm, tụ nó lớn lắm. Tụ nó là thông thường là 63V 10.000A nha. 10.000 UF. Đấy. Những con tụ âm ly là đa số là 63V 10.000 nha. Thì các bạn phải gắn là 4 con. Đó, ví dụ các bạn lên 12 là các bạn phải lên 4 con tụ nha. Để khi mà các bạn đánh lớn á, nó không có bị tụt dòng. Nó ổn định nguồn điện ha. Nó giống như cái bình các bạn vậy á. Và biến áp giống như con này vậy nè, biến áp âm ly thì nó biến áp vuông hoặc là biến áp xuyến nha. Đấy, chứ anh không có xài biến áp này là biến áp xung người ha. Biến áp xuyến thì biến áp tròn tròn đó, những cái âm ly xịn hay xài á. Đấy, biến áp xuyến hoặc là biến áp vuông. Đấy, các bạn phải lên. Ví dụ như zin nó là 15 thì các bạn lên 25. Đó, và tiếp theo các bạn phải lên nguồn các bạn theo. Và theo đó con diode ha. Đấy, mình lấy cái bo hư này mình cho các bạn dễ hình dung ha. Này. Đây. Đây là bo hư nha. Đấy, bo này là bo âm ly nè. À, bo này bo của cái dàn của cái súp ha, súp điện. Đấy. Thứ nhất là các bạn lên nguồn này 63V 10.000 thấy không? Các bạn gắn 4 con. 12 đối với 12 sò là lên 4 con tụ này để khi mà các bạn bắt lớn nó không có bị tụt dòng, nó không bị rè. Và thứ hai, cái nguồn các bạn là phải có con diode nhiều con. Đấy, diode này nè. Diode này các bạn thấy không? Diode 4 chân nè. Ví dụ như các bạn đang xài một con đúng không? Các bạn cặp song song thêm một con nữa để cho dòng chỉnh lưu qua diode nó lớn hơn ha. Đấy, ví dụ như các bạn xài biến áp 25A mà cái dòng chỉnh lưu này có 10A thì các bạn phí cái biến áp này, đúng không các bạn? Phí biến áp này cho nên là các bạn xài 2 con, 3 con cũng được. Nó càng nhiều càng tốt. 3 con luôn là nó dư rồi. Cái diode này thì nó có ghi nè, 2580 nè, có nghĩa là 25A 80V. Bạn thấy không? Đấy, 800V chứ. 25A 80V là có nghĩa là dòng chỉnh lưu đi qua nó là 25A ha. Thì các bạn nếu như mà các bạn xài biến áp 25A đó thì các bạn xài 2 con để cho nó dư sức nha. 25 chứ nó tải không có tới 25 đâu. Đó. Nếu như mà biến áp 25 thì các bạn cho nó song song 2 con. Các bạn nâng cái biến áp lên, cái diode này lên luôn nha. Tụ, trước tiên là biến áp sò, tụ. Đấy. Còn ví dụ như mà sò các bạn nâng mà các bạn không thay bo á
không thay bo nha, đối với không thay bo sò nha. Ví dụ như bo này bo cũ của nó đi, hiện tại của nó là 6 con đúng không? Các bạn muốn thêm lên tới 8 con thì các bạn đấu song song nha. Đấu song song theo cái kiểu mà ví dụ như con sò á, là nó sẽ có con điện trở đầu vào chân B nè. Đấy, sò thì chân đầu tiên nó là B, chân số 2 là C, chân số 3 là E ha. Thì có nó có cái chân, nó có cái điện trở đầu vào chân B đó. Thì các bạn lấy điểm đầu vào, điểm đầu ha. Cái đó chắc mình làm video khác ha, cái này nó khó hiểu một xíu. Nói chung là các bạn đấu song song, bỏ đấu song song với con sò cũ nha, và các bạn bỏ cái điện trở, các bạn hàng điện trở vào cái đầu còn lại bên đây nè. Đấy. Và chân E nó ra lo đúng không, các bạn phải nối thêm một con điện trở để ra lo nữa. Nhưng cái mạch này á, thì mạch phép nè, cho nên là nó không có xài điện trở ra lo nha, nó trực tiếp chân ra lo luôn thì nó khác nha. Còn những cái bo xài sò, thí dụ 5002 á, thì nó sẽ có cái đây bo này nó có nè, bo này nó có còn điện trở xứ để chân E ra lo ha mọi người ha. Thì các bạn phải nối chân E cặp với cái đường ra lo, các bạn thấy không, thì nó mới mạnh được ha. Đối với con này là nó có con này nè, thấy không, bạn thấy không. Đấy. Con này con điện trở đầu vào nè, này đó, điện trở đầu vào chân B nè, không bạn thấy không. Con này như tí đây, con như 47 ohm, thấy không bạn ha. Đó, nó có cái con điện trở hàng dòng đầu vào chân B nè, 47 ohm, 100 ohm nè. 100 ohm thì không phải đâu, các bạn thấy không. Rồi ví dụ như các bạn nâng cấp sò đó, đây các bạn nhìn phía sau lưng nó nè, con này dễ nè. Đấy, con này là nó vô chân B sò đúng không. Bây giờ các bạn cặp song song á, các bạn lấy từ điểm này nối một con điện trở 47 ohm giống như vậy luôn, các bạn nối từ đây cho vô chân B của con sò các bạn muốn nâng ha, con sò các bạn mới thêm vô đó. Và chân E nè, chân E này nó sẽ có con điện trở xứ 0.47 ohm ha, nó sẽ cặp qua đây. Thì cái con mà sò các bạn mới thêm đó, các bạn phải nối chân E qua một con điện trở xứ vô cái chân này nè, vô cái chân này là chân ra lo nè mọi người ha, chân này ha, các bạn cặp vô chân này luôn, theo luôn. Đấy, thì nó sẽ mạnh hơn tí ha. Thì càng nhiều sò thì càng mạnh thôi, nhưng mà các bạn thêm nhiều sò quá là cái theo đó cái nguồn các bạn cũng phải lên nha. Đấy, nguồn các bạn lên ví dụ như tăng phô lên 20A thì các bạn lên 25 đấy, và tụ nè, rồi diode nè, đấy các bạn lên những cái đó là mạnh hơn ha, theo đó là sẽ mạnh hơn. Cái thứ nhất là các bạn phải xài pin áp lớn à, thì nó mới kéo hết lực của cái sò được. Rồi bây giờ mình chú tâm tới, mình nói tới cái loa súp nè. Ví dụ như anh trên Zalo anh hỏi loa súp á, hiện tại loa súp của anh đang xài hai sò Toshiba 5002. Thì mình mới chỉ ảnh đó, là mình mới hướng dẫn thấy không, muốn thêm sò đó thì các bạn thì anh cứ thêm là hai con nữa là nó sẽ lên 4 sò. Đấy, nó lên 4 sò nha. Và đấu nối như mình nói hồi nãy là kiếm thêm, thí dụ lên 4 sò đi, kiếm thêm hai con điện trở 0.7, ví dụ như cái bo zin anh đang xài đó là con điện trở này nè, nó là 0.47 đúng không, anh cũng phải kiếm thêm con y như đó luôn, 0.47, và con điện trở đầu vào chân B là con cũ, con cái chân bo đang là con bao nhiêu, ví dụ như con này là đang 47 ohm nè, mình cũng kiếm con 47 ohm luôn, và cặp nối tiếp từ chân B vô đây ha. Đấy, anh nhìn bo nha, cái này nó cũng nói chung là phải có kiến thức một tí. Và chân E nối con điện trở 0.47 vô đây là cái chân ra lo đó ha anh ha. Đấy, và chân B thì cứ cho vô chân giữa thôi, nhưng mà phải đúng sò nha. Ví dụ nha, ví dụ chân đây ha, ghi AM1943 nè, là anh phải lấy con A1943 anh sau đông xong vô bên đây là C5002 là phải lấy con C5002 vô, chứ sai là nổ à, sai đứa cậu chị á,
đứt cầu chì nó phá đứt mạch luôn á, không có cầu chì cái đứt mạch. Rồi cái thứ hai đó là anh phải lên nguồn. Ví dụ súp thì anh không lên con tụ này cũng được nha, ví dụ anh lên hai sò nữa thì khỏi lên tụ cũng được, nhưng mà quan trọng anh phải kiếm tụ xịn nha. Tụ của anh nhiều khi là con tụ nó không được xịn nè. Ví dụ con này 63.000 10 em đúng không, nhưng mà tụ anh nó không tới. Rồi anh ví dụ như 63 nó có 63 hoặc có 6.800 ví dụ vậy đúng không, anh phải lên tụ 63 10.000 xịn đó thì nó mới đủ tải cho cái sò mới nha. Và thêm một cặp một con song song con diode này nữa nha. Rồi cái thứ hai là anh phải thay cái cục cái biến áp đó. Cái cục vuông á, cái cục biến áp vuông của anh á là của anh á, ví dụ anh đo cái nguồn của anh là 35V AC đúng không, anh vẫn kiếm 35V AC nhưng mà biến áp mới của anh nó phải to hơn một tí nha. Ví dụ của anh là 15A đúng không, anh kiếm con 20A anh độ vô đó. Ví dụ như anh gắn trên cái bảng dĩ mạch không vừa thì anh rắn rời ngoài nối dây vô. Rồi thứ hai anh muốn nâng nữa, thứ hai anh muốn nâng anh phải tăng thay cái bát khác nha. Ví dụ như cái bát của anh nó đang côn 38 đi mà anh nâng công suất lên mạnh quá, cái bát anh đánh vài bữa cái bát anh sẽ cháy đó, anh cũng phải thay cái bát khác, thấy không. Nói chung là nâng cấp thì mình có nhiều thứ để nói lắm, chứ trên Zalo mà nói một hai câu mà nói không hết, nói làm biến luôn á, nó mệt luôn á. Đấy, và cái bát anh phải thay cái bát khác, nó chỉ là tốn tiền nha. Ví dụ cái bát của anh là côn 35, bây giờ anh lên 4 sò đúng không, anh lên cái côn 48 đó, lên côn lớn lên, và cái bát của anh nó phải xịn một tí nha, để đánh nó mới hay. Ví dụ anh lên côn lớn mà cái bát anh cùi bắp này đánh nó vẫn dở thôi nha. Đấy, rồi nâng cấp như vậy thôi nha. Nâng cấp một là nâng bát nè, hai là nâng công suất lên. Nâng công suất là anh phải nâng theo bát, mà anh nâng bát là công suất yếu quá thì bát công suất đánh không nổi cái bát. Ví dụ như bây giờ á, cái bát anh nó côn 35 à, côn 35 ha, mà bây giờ anh lên côn tới 48 mà anh công suất anh không thay đổi, công suất anh vẫn hai sò, thì anh đánh cái bát côn 48 mà đánh không nổi, đánh nó bể tiếng, nó rè, nó đánh không lực đó. Nó nói chung là nâng cấp không đúng thì nghe nó dở hơn xưa luôn á. Rồi ví dụ anh nâng công suất này, anh lên 4 sò mà anh không lên bát thì anh đánh vài bữa là cái bát này nó sẽ cháy đó, tại quá mạnh đi, công suất quá mạnh không bát chịu không nổi. Anh nâng là phải nâng hết thì công suất nó mới lên nha. Tụ nè, diode nè, sò nè, bát nè đó, biến áp nè đó. Nói chung là anh thay hết không còn gì hết trơn, thấy không. Nâng cấp đó, nói chung là nó nhiều thứ để thay. Còn nếu như mà anh muốn nâng đơn giản đó thì anh lên biến áp lớn và anh lên 4 sò là ok, nhưng mà theo đó anh bắt không được lên 100% nha, bắt không được lớn lắm, bắt lớn lắm nó cháy bát, bắt vừa vừa thôi, đủ lực thôi à, là sẽ bền nha, đỡ tốn tiền. Rồi video đây cũng dài lắm rồi, 18 phút rồi, nói nhiều. Những ai mà quan tâm đó, quan tâm cái nâng cấp công suất âm ly, công suất lò cầu kéo đó, thì nãy giờ đó, thì các bạn chú tâm nghe thì các bạn sẽ hiểu nha, chứ đừng có tua này khi nghe không hiểu, nghe không hết ý nha. Còn những anh thợ nào mà có kiểu nâng cấp khác đó thì để comment lại bên dưới ha. Chứ nói chung là mỗi thợ mỗi khác, theo mình thì nâng cấp vậy, còn thợ khác người ta nâng cấp kiểu khác. Ví dụ những cái lò lắp đê này nè, các bạn không có nên nâng cấp cái công suất này nó cũng ok rồi, 300W rồi, thì anh nên, thì ví dụ anh muốn nâng đó, anh nên lên cái bát xịn hơn, mua cái bát xịn là đánh ok. Và thí dụ chép anh đang xài chép 250 đi. Đây. Nói thì khó hình dung. Đấy, ví dụ anh đang xài chép này nha, thì nó đâu có hay được, đúng không? Anh đang xài chép này thì nó đâu có hay, anh muốn nâng cấp đúng không? Anh lên cái chép này. Đấy, chép 350. Còn ví dụ như muốn VIP Pro một tí nữa, anh chơi chép 450 dây dẹp. Đấy. 450 dẹp này. Thấy không? Đó. Anh cứ nâng cấp bát chép thôi. Ví dụ như cái bát á thì anh cứ nâng cấp đúng côn nha, không có lớn được nha, lớn là đánh không nổi. Đó, còn chép nè, nâng cấp chép được nè. Ví dụ như chép của anh là 250 nó nghe nó chát lâu tai quá. Mà không có sáng tiếng, anh lên chép dây dẹp, tiếng nó sáng hơn nha. Đấy, và nó khó đứt nữa, thú không có đứt.
công suất lớn. Rồi còn bát á, bát mà anh muốn nâng cấp bát á thì có nghĩa là cái bát này nó vẫn là con 65 đúng không, nhưng mà nó chỉ giá của nó tầm 600.000 đi. Bây giờ anh lên cái bát xịn hơn, 900.000 đó. Nó có cái bát nhập khẩu và bát Việt Nam nha, côn vẫn thế, từ vẫn thế, nhưng mà tiếng nó sẽ khác nha mọi người ha. Đấy, đối với cái bát này là con 65 hai lớp nè đó, là đánh được với cái công suất này. Còn bây giờ muốn VIP hơn đó thì chơi loa nhập khẩu từ Trung Quốc về. Loa nhập khẩu chính cống từ Trung Quốc là nhiều cái nó hay lắm nha. Đấy, nhiều cái nó hay lắm chứ không phải dở đâu. Đúng không? Đưa vô mặt này, bánh nhức nách. Căng cứng luôn. Vẫn là con 65 nha, không được lên côn nha, lên côn đánh không có nổi. Loa kẹo kéo là các bạn đánh từ côn 65 đổ lại thôi. 75 đánh nặng lắm. 75 hiện tại là loa kẹo kéo đánh chưa có căng được nha. 75 là các bạn chưa có đánh âm ly hoặc là đánh men thôi. Đó, còn bây giờ đánh 65 là không đứt nổi rồi. Cái mặt 300W đánh côn 65 là không đứt nè. Đánh côn này là không đứt được. Trừ khi là cái bát điểu thôi. Cái bát nó điểu, nó đứt râu ở đằng này nè. Đó. Người ta quấn keo cho keo yếu quá ha. Đánh thời gian đứt râu chỗ này nè, cho nên nó mới hư thôi. Còn mặt trái là ít lắm. Còn những cái lo mà gần đây nhập khẩu từ Trung Quốc á, những cái bo này nè, nó xài 300W nhưng mà nó xài cái côn có 51 rồi, 4951 rồi, cho nên nó mới có hiện tượng cháy. Còn các bạn xài 65 là dư sức rồi, không cháy được. Đấy. Rồi, nãy giờ cũng 21 phút rồi, mình không cắt nha. Bạn nào chịu tìm hiểu cách nâng cấp lo thì xem hết video. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại nha. Bye bye.